định làm cái gì vậy? Bộ lúc tôi không đề phòng á, định làm bậy hả? Thì anh thấy trên mặt nhóc dính gàng thì anh coi thử thôi, coi đâu. Coi thử hả? Coi thử mà nhắm mắt thì coi bằng kiểu gì? Nếu như anh nói anh hung nhóc thì sao? Hung cái cục chỏ đi. Khùng hả? Nói cái gì vậy?